Dạ Quỳnh Thư xin kính chào quý vị khán giả. Sáng hôm nay thì Thư chị sớm rồi nó bụng quá cho nên là tôi đi vô đó. Chào em. Dạ chào bả, chào mọi người buổi sáng. Xoài cát hòa lọc phải không mình? Dạ đúng rồi đó. Dạ. Hôm nay mình ăn bánh canh hến. Rau dừa ngon bộ bánh hến trước ha. Dạ. Phải xào hến. Cái này là mình mua là mình người ta hành tím mua con người mua ở, người ta ở ngoài người ta ngoài làm ruộng sẵn luôn. Người ta vớt cho mình luôn. Dạ, hay quá. Nó xào hến nha. Để Thơ sẽ đóng vai cô gái miền quê. Đây nấu món gì cho bác? Chú mà coi Quỳnh Thơ nhiều sẽ thấy một cái đặc điểm là Quỳnh Thơ có bàn tay rất là xấu, cho nên là trong cái đợt đó cái giống như là cũng hơi tự ti, cho nên là lúc nào mà cô bác mà coi cái dấu ấn phương Nam á mà thấy cái khúc nào mà quay cái bàn tay đẹp á thì bàn tay đó là bàn tay của Le, còn cái khúc nào mà bàn tay mà xấu là bàn tay của Thơ, tại vì cái lúc đó đi quay mà rất là tự ti về bàn tay của mình. Nhưng mà giờ Thơ mới thấy là Thơ có một cái đặc điểm rất là dễ nhận ra là bàn tay của Thơ rất là xấu nha mọi cô chú. Trong này Quỳnh Thơ thấy là cái này là ngọc liệm luôn á. Đây là củ cây đỏ với lại bắp mà dì bãi không có để nguyên cái quả bắp để bỏ vô đâu mà gọt ra này. Đó, ý, còn hến cũng còn trong này nữa. Cái nước này là rất là ngọt nè, nước này là nước hến ra. Còn chừng nữa không bạn? Cái này dễ thương quá này ha. Cái này là dấu ấn phương Nam đã luôn. Đây nè. Đây là xích lại đây. Dạ cái cây củi này, cây củi này có thể là củi mắc mưa nè hoặc là củi còn hơi ướt nè ông bà cô bác, là mình sẽ thấy là khi mà chụm vô thì cái đầu này nó sẽ xịt cái nước ra đó, mà mình không khéo á, cái người làm bếp mà không khéo á là chậm là sẽ bị phỏng tay, điển hình như Quỳnh Thơ quá, vừa đụng vô rất là đau. Quỳnh Thơ sẽ nấu ăn sáng cho đoàn 15 khách và một tay Quỳnh Thơ làm hết.
dì Bảy là toàn là diễn thôi. Dì Bảy đứng đây là dì Bảy mượn cái nồi để dì Bảy diễn thôi, chứ còn ba lùi thôi làm hết. Bánh canh ở đây là bánh canh bột gạo. Cái hến. Mày cô bác coi cái hến nè. Ngon ghê là ngon. Nhưng mà để được một thao như vậy á là cũng kỳ công lắm đó nghe ông bà cô bác. Dạ. Mày để xuống đi lỡ trật tay cái. Thì thôi cũng hơi vụng về. Trật tay nó chết luôn. Thể hiện sự vụng về. Ở quê yên bình ha bà con cô bác ha, sáng thức dậy là tự nấu ăn chứ cũng không có quán xá, tự nấu những món nhà quê. Nhưng mà ở quê sẽ có những cái món đồ đồng mà có khi ở Sài Gòn không có, tại vì người ta bắt tại chỗ rồi người ta bán tại chỗ thôi. Thế đêm, dạ sáng nay thì Quỳnh Thơ sẽ ăn sáng với món là bánh canh bột sắc. Ở đây là khá là đặc trưng nè ông bà cô bác coi. À, bánh canh bột gạo này đã được sắc sợi sợi nè. Đó, cho nên gọi là bánh canh bột sắc ha. À, thì ở đây có ba màu, màu tím, màu trắng và màu vàng. Màu tím này á là làm từ khoai lang tím. Mà cái khoai lang tím này cũng rất đặc trưng ở vùng đất Vĩnh Long. À, rất là nổi tiếng cái khoai lang hồng ngọc. À, bà con cô bác sẽ thấy cái củ khoai lang bình thường nhưng củ khoai lang của mình thôi, xong rồi bẻ ra thì bên trong nó sẽ có một vòng màu tím, rồi bên trong nữa là màu trắng. Thì cái khoai lang này ăn rất là ngọt và rất là ngon, đặc trưng của vùng ở đây gọi là khoai lang hồng ngọc. Thì người dân mới lấy cái khoai lang tím đó để làm nên cái màu tím của cái bánh canh này nè đó, chứ không phải là không có phải là màu hóa chất đâu nha. Còn cái màu trắng này á, là cái bột gạo tự nhiên. Còn cái màu vàng này á, có khi sử dụng là khoai lang bí hoặc là có khi sử dụng là bí ngô của mình. Đó. Thì ở đây bà con sẽ làm sẵn, làm bột xong rồi cắt sẵn như thế này. Đó, nè, có màu sắc vô thì rất là bắt mắt và rất là hấp dẫn, cuốn hút đúng không? Là giúp cho mình ăn ngon hơn. Đó, thì bà con sẽ bán sẵn từng túi túi như thế này nè. Đó, xong rồi ở nhà mình chỉ cần nấu một nồi nước lèo giống như lúc mình hơi nấu ở ngoài bếp á. Rồi bắt đầu mình bỏ vô mình trụng, mình đã có một cái bữa sáng rất là thịnh soạn và rất là hấp dẫn rồi. Còn bây giờ thì mình hơi cũng đói bụng lắm rồi, thôi mời bà con cô bác sẽ cùng với mình hơi đi ăn bánh canh nha. Nấu được tất tần tật các món vậy đúng không bạn? Hồi đó chuyên nghề của bảy có chuyên ngồi đầu bếp không? Hay là bảy đi làm rồi bảy từ từ bảy mới nấu được nhiều món? Rồi gia đình bảy thì nấu ăn tương đối thôi. Tại vì bảy đi làm biết rồi cái nghề nó dạy nghề. Dạ.
Vậy bạn có bao nhiêu năm trong nghề nấu ăn này rồi? Em phải làm cho Út Trinh Hôm Say năm nay là 12 năm rồi. Ôi trời đất ơi. Wow, bảy gắn bó ở đây luôn hả? Đúng rồi đây. Dạ, hay quá. Nhưng mà hồi xưa sao bảy bảy từ Chợ Lách mà bảy qua đây để bảy làm? Tại vì ngày xưa chồng bảy làm tài tử bên du lịch Củ Long á. À. Nhưng mà bạn bè giới thiệu vô đây làm. Dạ. Vậy là Dụng Bãi là đường canh tài tử. Tài tử. Dạ, lại giờ có làm ở đây luôn không? À, nghỉ thì. Dạ. Gắp vô vài miếng nó đi cái bữa. Để nấu luôn được thì. Nào bà thấy đủ rồi, bà nói con nha. Ừ. Trời ơi, màu đẹp quá. Lát nữa leo quay cái cận cảnh đặc tả cho ông bà cô chú thấy là cái màu nó lên đẹp. Gắp đũa nó màu trắng luôn. Cái này con thấy ví dụ như đúng là màu tự nhiên nè, thì nó không có loãng ra trong cái nước, chứ nếu mà màu mà không có tự nhiên á là ra cái nước nó sẽ màu tím, màu vàng. Dạ, con lấy đũa là con quậy lên luôn hả bà? Con quậy đi. Đó, sáng nay mình đã có một nồi thành công. Con lá mình con để cho gấp cộng trước đó. Dạ, cái lá đi. À, mình nghiêm trong tô, từng tô đúng không ạ? Cái lá thôi. Thấy không? Bà con cô bác thấy không? Có cái màu lên á. Cái nồi bánh canh của mình nó hấp dẫn hẳn á. Dạ, nó thu hút hẳn. Và Quỳnh Thơ tin rằng là mình ăn cũng ngon hơn nữa. Dạ, tại vì khi mà mình thưởng thức một cái ẩm thực á thì không có riêng gì vị giác hay là khứu giác đâu, mà Quỳnh Thơ nghĩ là cái thị giác của mình á, tức là mình đảm bảo được vừa phần vị ngon nè, vừa phần mùi thơm nè, rồi vừa phần nhìn nó hấp dẫn, nó đẹp nữa, thì mình ăn sẽ ngon hơn. Dạ, đó là cả một nghệ thuật khi mà thưởng thức một cái ẩm thực hay một món ăn. Dạ. Nên hiện tại bây giờ thì mình cho thấy là cái việc mà mình thưởng thức ẩm thực nó không có phải là chỉ với một mục đích mà duy nhất là no bụng nữa, mà nó là một cái nghệ thuật luôn. Dạ, nấu ăn là một nghệ thuật mà người ăn cũng là một nghệ thuật luôn. Thưởng thức cũng là một nghệ thuật luôn. Đây con cô bé thấy là cái cọng bột của mình lúc nãy nó đục á. Giờ mình nấu một hồi nó chín thì nó sẽ trong ra đúng không ạ? Mình nấu trong rồi nó sẽ chín. Yeah. Nó sẽ nổi lên. Dạ, nổi lên là phải từ nó chín rồi. Về lấy chồng miền quê sáng sớm thức dậy nấu bếp rồi đúng bài luôn rồi nè. Thì khi mà cái bánh canh nó chín nó sẽ nổi lên nè ông bà cô chú, nó nổi bột lên. Gần quá rồi nên thôi phải trở đầu đũa để thôi đẩy nó vô. Đấy, thôi có quay cho bà con cô bác coi đó, cái đầu củi đó nó xì nước ra, hay là nếu mà dùng tay thì nó sẽ bị phỏng. Sôi bùng lên một cái xong là mình sẽ bánh canh sẽ chín, mình sẽ có thành phẩm. Về quê là gọi đầu không cần sấy tóc, gọi sáng gọi đầu xong rồi xuống bếp nấu ăn là tóc sẽ khô luôn nha bà cô chú. Biết kiếp, biết kiếp. Mình múc vô tô thì mình sẽ có hành phi nè. Dạ, hành phi này là hành phi nhà làm luôn cho nên nhìn rất là ngon. Rồi có hành lá nè, rồi mình có hến nè. Đó, bây giờ là mình múc con. Rồi, bây giờ mình múc được chín.
giờ mình dọn cho bàn luôn chưa bác? Ừ, giờ mình dọn đó con. Tôi ra bàn là hỏi ăn luôn á. Dạ. Con bún này qua bàn bán thôi. Giờ con bưng tô quá hay sao bác? Dạ. Con bưng cái tô bự giùm con trước đi. Đi qua bên này quay nó đẹp hơn. Đồ cũng quá. Đây. Đây. Xong rồi cái con cô bút xong cái con để làm này cho vô cho con. Dạ. Cho nó chín nè, để nó hôi. Rồi để hành phi. Để tới đỏ hết. Đúng rồi, để hết xong rồi cho nó mút rồi mới để hành phi. Dạ. Con làm cho cô. Dạ, phải làm trước con cái đi mẹ. Rồi tới con ha. Dạ, tới con. Nhiêu đây không bà? Rồi được rồi. Nhà này có trẻ con không biết mấy bạn có thích ăn hành không? Không sao. Dạ. Rồi con để giá ủa hết rồi. Mấy giá vậy? Ba giá đi con. Ba giá. Ba giá. Thì cũng để con bây giờ bãi xá giao cho mình thôi nhiệm vụ thử nghiệm. Khéo léo rồi và làm nghề như bãi nên người ta sẽ chọn cách làm mốc từng giá cho nó an toàn. Thích quá. Cái này hồi nhỏ chơi đồ hàng rồi rất là thích.
chứ không phải đâu mày. Đẹp. Rồi bây giờ hai cái tô này là nhà con được quý ăn múc nhiều. Lan ở thang nghèo cả. Dạ ít ít với lại không hành nha chị. Không hành, ok. Không hành phi luôn hả? Hành phi thì đây thì ăn được. Dạ. Thì được hen. Dạ. Ủa quên, múc nước xong mới cho hành phi. Đây là của Le, của bạn hết 100.000. Đây là gì hả? Tôi phải chuẩn một tô nước. Một tô nước. Hấp dẫn bởi màu sắc. Con là một người thích màu sắc. Quỳnh Thơ là bị thu hút bởi những gì có nhiều màu sắc, sẽ tạo năng lượng tích cực cho Quỳnh Thơ rất là nhiều. Cho nên là ông bà cô chú thấy cái nhà thôi ở cũng nhiều màu sắc. Cái gì cũng nhiều màu sắc, chỉ có trang phục là Quỳnh Thơ thích mặc màu sắc. Thơ sẽ đặt món bánh canh này tên là món bánh canh tam sắc. Sắc tím, sắc vàng. Sắc tím, sắc vàng và sắc trắng. À rồi nó có màu cam của củ cải đỏ, màu xanh của hành lá. Ủa vậy ngũ sắc cũng đúng rồi. Ồ, bánh canh ngũ sắc. Với cái món bánh canh này không thích ăn hành phi nhưng mà phải thưởng thức cho đủ vị. Yeah. Đây là thành phẩm của hai chị em. Xin mời quý bà con cô bác. Dạ, hiện tại thì Quỳnh Thơ sẽ thưởng thức thành quả của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thấy vô bếp diễn vậy chứ cũng thật sự là cũng dính lọ nhẹ rồi, cũng đổ mồ hôi á ông bà cô bác. Dạ nhưng mà rất là thú vị. Mình thấy cảm thấy là đây là một cái hoạt động trải nghiệm nó bình dị thôi nhưng mà nó mang lại một cái cảm xúc rất là tích cực. Thì sau khi mà mình thấy nấu xong á, đã múc hai chị em hai tô bánh canh ngũ sắc như thế này luôn đó. Cho nên là tại sao Thơ gọi cái này là tự Thơ gọi luôn thôi. Đó là ba cái màu bánh canh là màu tím, màu vàng, màu trắng, rồi màu của cà rốt là màu cam đó, rồi màu của hành lá là màu xanh. Thì đây là một cái tô bánh canh ngũ sắc mà Thơ thấy rất là ngon, rồi có hến đó, rất là đặc sản ở đây ha. Rồi ngoài ra là khi mà bưng hai tô bánh canh lên đây cũng ồ wow luôn, tại vì các dì các anh ở đây là chuẩn bị hè. Đây là bánh chuối và bánh bò của miền quê chấm với nước cốt dừa, xuất sắc. Dạ sau đó thì có tráng miệng. Đây chính là xoài cáp Hòa Lộc. Nhìn là thấy ngon rồi mà Le nhìn xoài với lại nước cốt dừa, Le liên tưởng tới món gì? Dạ bình thường là hai chị em rất là thích ăn xôi xoài, là có xoài có nước cốt dừa mà có ăn cục xôi nữa là ngon lành bá cháy vừa chét. Đó, sáng ngày mai Thơ sẽ thức dậy sớm để Thơ đi chợ quê. Còn bây giờ thì Thơ xin kính mời quý bà con cô bác nha. Chúc bà con cô bác có một ngày thiệt là thuận lợi và bình an. Xin cảm ơn.